Dạ xin phép xin chào chị Ngãi. Yeah. Chị có thể chị giới thiệu chị tên gì? Dạ em tên Hà Thị Vân. Chị Vân hả? Hà Thị Vân hả? Dạ. Chị Vân nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 42. 42 tuổi hả? Chị Vân quê quán ở đâu? Dạ quê em ở xã Quế Trung, huyện Nam Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ồ, mình là quê miền Trung hả? Dạ. Quảng Nam, Đà Nẵng hả? Dạ. Hiện nay chị đang sinh sống ở đâu? Em sinh sống ở đường số nhà là 66 đường Trân Tử, phường 14, quận thành phố quận 6 thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ủa, xa vậy hả? Dạ. Chị đang làm công việc gì? Em buôn bán này. Buôn bán hả? Rồi chị cho biết này, hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ em tìm anh Nguyễn Văn Nga. Nguyễn Văn Nga hả? Ngoan hả? Dạ. Trời đất quỷ thần đấy, sao tên em nghe quen đấy. Trước đây cũng có một chị gái cũng sinh năm 83 về tìm anh Ngoan. Ồ, giờ là chị là sinh năm 82 hả bác? 82 hả? Chị là cũng tìm anh Ngoan nhưng mà Nguyễn Văn Ngoan hả? Dạ. Ủa, cho kỳ vậy? Tên giống nhau vậy? Anh Ngoan là sinh năm mấy? Sinh năm ngày 2 tháng 2, 1990. Ồ, 90 anh Ngoan là nhỏ, anh Ngoan là phải rồi. Ừ. Ủa, mà chị sinh năm 82 mà anh Ngoan là sinh năm 90 hả? Dạ. 82 là tuổi Tuất. Dạ, 90 là tuổi Ngọ hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, đây là bạn hay là yêu hay là nào? Thì lúc đầu thì quen nhau và kiểu như làm ăn, xong là anh mượn tiền, xong cái gì anh lấy tiền nữa, xong em mới nói là làm mà sống thì phải mượn tiền ra tiền bọt, có không phải mà lợi dụng cái quen biết mà lái được. Đó, nên anh cũng lái em số tiền, cái gì mượn gì lái tiền là thấy cũng 87 triệu. 87 triệu hả? Dạ. 87 triệu, chị trong hỏi này. Ai là mai hoặc dắt mối hoặc là sao lại chị lại quen cái anh Ngoan mà nhỏ tuổi này? Thì em cũng là hồi xưa em đi buôn bán cũng là làm, ảnh cũng là nghề bánh tiêu. Bánh tiêu hả? Dạ, ảnh là ôi trời ơi, ông này bán bánh tiêu hả? Dạ. Sao lại 42, ông này là sinh năm 1990 mà ông này sao nhìn già vậy chị? Có phải không? Dạ phải. Phải hả? Tuổi nhỏ mà sao già thế vậy ạ? Em nhìn ông này chắc phải 56, 58 rồi. Sao nhìn ra vậy? Hay là ông quay đắng này, ông cực khổ vậy? Trước đây chị có chồng chưa? Dạ, trước em có chồng rồi. Mình ly hôn hả? Dạ, ly hôn. Chị được mấy người con rồi? Dạ, có một người con. Trai gái? Con trai. Con chị hiện nay có sống chung không? Dạ, con em đi học rồi, ở Nha Trang. À, học ở Nha Trang hả? Dạ. Sao học xa như vậy hả? Dạ, đại học mà bên thông tin sĩ quan á. Ồ, thông tin sĩ quan hả? Dạ. Trời ơi. Con chị học ở lớp mấy rồi? Mấy anh đào ạ? Anh đào ạ? Chị trong ngoài này, chị có mối quan hệ quen với người đàn ông này, con trai chị và gia đình chị có biết không? Là lúc nào gia đình em biết, là gia đình em kêu thôi đừng quen, em cũng nghĩ là em không có quen, là lúc nào thì mình quen để đụng em thôi, chứ không nghĩ quen tới tương lai. Không nghĩ là yêu đương đúng không? Dạ. Thế về sau là yêu nhau hồi nào không hay luôn hả? Dạ. Sao rồi cơ em mới thấy kiểu như anh này ăn chơi quá nên em cũng không muốn anh quen. Chơi bắn mình kêu mà anh chơi hả? Dạ. Chị cô ấy. Dạ đúng rồi. Cơ em nghĩ em thấy nếu mà em kiểu như mình học có nghề để mình cơm sang sống thôi, em mình không có tiếp tới cuộc sống. Ồ thế vậy là nghề bánh kêu là anh Ngoan anh chỉ chị hả? Dạ. Ôi giời, biết ngay mấy ông thầy là ông hay chỉ chiều cuối này. Mấy ông thầy này ông hay là chỉ những chiều cuối này em gặp rồi. Thế là mình mà không cảnh giác là mấy ông thầy đấy không phải ông thầy làm nghiêm túc đâu. Có nhiều ông thầy rất lộn xộn. Hiện nay anh em đã ghi nhận là nhiều ông thầy, em nói thật luôn, thầy giáo luôn, mà dạy học sinh những chiêu cuối để lâm điểm đấy. Mới đây đấy nha, là có 2-3 gia đình về đây nhờ anh em ở Chính Dương là ghi nhận là những ông thầy mà chỉ chiêu cuối tăng điểm cho học sinh. Còn người ta có 14 tuổi mà dạy chiêu cuối mà cứ dạy ngoài trong phòng đóng cửa, mà dạy cái phim có bầu luôn. Chị có báo với ông này chưa? Dạ hả? Ồ, vậy may mắn thôi. Ông này dạy chiều cuối nhưng chưa hết bài này. Hết bài này để ôm đứa con này là khó. Thế là chị quen ông này lâu không? Em quen là cũng ảnh rồi ảnh sống riêng, không ở chung. À. Xong ảnh mới mượn tiền là tay giấy tờ, có giấy tờ tay. Cô nhân một người bạn thôi, không có ai. Là làm mượn tiền là qua lại đúng không? Dạ. Mình có chính thức là mình có hai người có hứa hẹn là yêu nhau đến mãi mãi không? Dạ, không trọn đời điều đó là không có không hứa hả? Dạ. Thế là mình chỉ qua lại chứ mình không hứa. Qua lại kiểu như bạn bè được thôi, không có hứa. Nhưng mà mình yêu say đắm chưa? Dạ không, em cũng kiểu không yêu đắm này, nhiều lúc em muốn là
người ta thật lòng, ông anh thật sống cuộc sống lùm em thì em giúp đó, là người ta ai chơi quá nên em có gì em không có giúp đỡ, mà số tiền em đưa ra trước lái của em chạy nước đây, tại vì em cũng lên công an hơi lần rồi, công an hai lần, công an hơi giải quyết không có đó, tại vì như một người công an giải quyết cái ở tiền bọc là của người ta là thuộc về người ta, không phải lợi dụng người đó mà chiếm đoạt. Em hỏi chị nghiêm túc này, dạ. Chị đã có quan hệ thể xác với người ta chưa? Có đúng không? Dạ, cũng có một lần. Một lần thôi hả? Cũng dạ. Ít vậy thôi hả? Mà tất cả là mình từ khi biết nhau, dạ. Đến khi mà kết thúc cái cuộc tình này gọi là cuộc tình, dạ. Là bao nhiêu tháng? Dạ, cũng kéo giờ cũng gần cả... mấy năm? Năm rưỡi hả? Dạ. Nào, anh như thấy không, kiểu như có tiền đưa gì à, và ở còn không thì anh ở riêng đúng không, không có ở chung với nhau. Em nhìn kỹ chị ấy, nhìn qua thì có thể chị già, em nói chuyện nghiêm túc nói chị, có thể là chị buồn. Dạ. Nhưng mà nhìn kỹ thì chị trẻ. Dạ. Không đến nỗi già lắm, nhưng mà có điều chị có thể là phơi mưa phơi nắng để kiếm tiền, có thể là bươn trải ở cuộc sống. Dạ. Cho nên vì vậy em có thể là mình cũng già hơn người khác, yeah. Nhưng mà không sao, thôi thì mỗi người một số phận chị. Không ai muốn là mình có cuộc sống cực khổ, ai cũng muốn là mình có cuộc sống giàu sang, đúng không? Dạ, đúng rồi. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chị có nhà không? Dạ không, em mới trọ. Ở trọ hả? Chị sống ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em sống cũng hồi đợt dịch chứ rồi á. Mới hả? Dạ. Cùng với là trước... dịch 2019 hả? Dạ đúng rồi. Vậy là trước mình sống ở đâu? Trước em sống ở thành phố Đà Nẵng. Ui, Đà Nẵng hoành tráng lắm mà, thành phố. Sau câu em học trong Hải cái em vô cho đi học được. À, con vô trong đại học, dạ. Xong mẹ đi cùng luôn đúng không? Dạ. Xong rồi lấy sinh tình cảm với ông chủ. Ông chủ này còn ông chủ sẽ đi tiêu. Và sau đó ông chủ này bày dạy đến chiều cuối. Và ông chủ này ngả ngón là về sau này yêu nhau. Và chính vì yêu nhau mình có mối quan hệ gọi là thân thiết. Sau đó là ông chủ này dung mượn tiền. Chính thức là ông này ông lấy chị bao nhiêu lần tiền? Anh lái em cũng năm sáu lần á. Năm sáu lần à? Lần nhiều nhất nhiêu tiền? Lần nhiều nhất là 5 triệu mái, xong còn có số tiền mượn là hơi nhiều 10 triệu. Mười mấy triệu hả? Dạ. Là lần nhiều nhất. Dạ. Sao chị cũng dành dùm, chị cũng nói là em khổ lắm mà em đừng có tiền đâu mà anh mượn. Sao dạ. Chị cũng nói vậy? Hay là lúc ấy mình ngại, mình lẻ, mình cũng không... Mình nhiều lúc ông cây thâu, có ơn, cứ nghĩa giúp á. Ôi giời ơi, ơn nghĩa gì mà ơn nghĩa, ông này ông đã được mình cái nọ được cái kia rồi. Ông dạy mình tí thì có mất gì đâu, ông chỉ chó mà, đúng không? Cuối cùng là bây giờ là mình mất thật. Dạ. Đúng chưa? Mình mất cả người yêu mà đại loại là mình mất cả tiền. Cái số tiền này 87 triệu hả? Dạ, 83 triệu. 87 triệu gì dành dụng bao nhiêu thời gian? Thì cũng gần 2 năm. Gần 2 năm hả? Một năm là không nhầm là 365 ngày ấy, yeah. Tùy theo mà 2 năm trời 700-800 ngày đúng không? Yeah. Vất vả dành dụ được 87 triệu gọi là như ăn định mặc để cho ông này ông ấy cuốc đi trong một thời gian quá ngắn. Chị thấy này có đáng buồn không? Dạ cũng có buồn hả? Chị có bao giờ cầu xin anh ta là trả lại tiền cho mình không? Dạ em cũng nói là kiểu như trả riêng là túi tiền của em là ông không kêu không trả, kêu không trả luôn hả? Ừ. Thách thức luôn hả? Ông này quê quán ở đâu? Quê quán ở xã Tân, có em có về xã Tân Giới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ. Ôi giời. Vĩnh Long. Xã Tân gì? Xã Tân Quế. Dạ. Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ôi giời ơi, ngoan ơi là ngoan. Lại ngoan nữa, 87 củ. 2 năm trời còn người ta vất vả. Ông này là từ khi ông lấy tiền đến giờ phút này. Dạ. Từ khi ông Ngoan ông lấy tiền, ông Du cũng mượn tiền của chị ấy. Đến giờ phút này là lâu chưa? Là trong vào không, ảnh mượn là đầu năm này. Là số tiền 15. Mới đầu năm này hả? Dạ, còn số tiền lét lét nhét là lái trước. Rồi, xong là mình... Hẹn là cái kiểu như hàng tháng lùm trả cho em 200 nghìn nhá. Cho vòng năm. Ông này ông dạy mấy người phụ nữ? Dạy nhiều người không? Em cũng không đành, cứ đến là lại đi em cũng... Giời ơi, lại mỗi bà, mỗi tỷ, mỗi bà là 87, 97, 107 này thì... Ông thầy này em được rồi. Ông này là có khéo tay không? Làm bánh dẻo khéo tay không? Bánh ăn có ngon hơn người khác không chị? Dạ... Cũng... Nếu mà mình phát biểu chân tình là bánh của mình ăn ngon hơn người khác không? Tự tin không? Dạ không. Đấy, thì này chính nhỏ là đúng rồi. Thôi thì bây giờ cái giá... cũng 87 triệu này thì ông ấy... cho mình cái bài học,
Cái thứ nhất, cái hai là ông bày mình cách làm bánh. Có nghề mà, và nó có nghề mình nuôi sống bản thân, mà có thể cái nghề sẽ vĩnh viễn đến mình sau này, có thể thành một thương hiệu. Đôi khi chỉ mất 8-7 triệu thì mai nhiều người biết chị, nhiều người có thể hợp tác với chị. Em nói ví dụ như vậy, đôi khi mở một cái cửa hàng nó lớn hoành tráng cho chị làm chủ, mà chị lại đứng lên, có thể là chị làm thầy dạy người khác. Đó, đôi khi người ta lại tạo cơ hội cho chị. Mình cuộc sống mình không biết nói trước điều gì, đúng không ạ? Nghèo thì lâu, giàu mới chốc đâu, giàu 3 năm là giàu rồi, đúng không ạ? Thế là ông Ngoan này là hiện nay ông bỏ trốn luôn hả? Dạ, bỏ trốn rồi. Ông Ngoan này hiện nay địa chỉ thường trú ở đâu chị biết không? Em cũng không biết nữa. Trước mình gặp nhau là gặp nhau ở quận mấy? Gặp trước em ở quận Bình Thạnh. Bình Thạnh hả? Dạ. Bình Thạnh là phường mấy? Phường 12. Phường 12 Bình Thạnh hả? Dạ. Thế là mình ông này ông ấy sao mà chị tình cờ sao chị lại gặp ông ấy để dụ mình để kết hợp để làm bánh? Tại vì hồi xưa em đi em bán ố dạ giấy dài rồi á. Ồ, mình bán dạo hả? Dạ, bán dạo. Ui giời. Thế là gặp ông này ông xúi chị. Không, con làm bánh anh dạy cho nghề em nghề làm bánh hot đúng không? Phải không? Dạ. Đúng không chị? Mình đưa tiền cho ông này mình có ghi giấy tờ không? Dạ. Mình đưa tiền cho ông Ngoan chị ấy. Chị đưa tiền cho ông Ngoan là chị có đưa giấy tờ không? Có ký giấy tờ không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Tại vì con người em thấy ổng không thật lòng nên không thật tại sao mình như thế nữa? Tại vì em nghĩ là kiểu như mình giúp một lần rồi. Ui giời ơi, giúp một lần mà giúp hoài vậy hả? 87 triệu em nói thật với chị này, đối với người khác nó rất nhỏ, nhưng đối với chị là cả một vấn đề. Bây giờ chị có trên dưới 100 triệu là gọi là 87 triệu, gọi là trên dưới 100 triệu chị giải quyết có thể rất nhiều việc. Yeah. Mà có thể cuộc sống mình bớt khổ rất nhiều, có thể là chị ước mơ được nhiều thứ, đúng không ạ? Em không nhầm là vừa rồi chị đi một cái xe Attila là màu đen cũ đúng không? Yeah. Chị chạy xe Attila là đen cũ đúng không? Biển 52 đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Cái chiếc xe của chị em nói chuyện là chị thông cảm này. Chị tắt điện thoại đi. Tắt điện thoại đấy. Ui giời ơi, ngay ba cái điện thoại. Tắt đi, tắt dung đi, tắt đi không người ta gọi tiếp. Chị tắt đi không thấy người ta gọi tiếp. Em nói cho chị nghe này. Dạ. Yeah. Chị tên là gì ta? Em Hà Thị Vân, Thúy Vân. Chị Vân hả? Dạ. Yeah. Chị Vân. Thúy Kiều là chị Thúy Vân đấy đúng không? Chị Vân này. Em thấy chị đi chiếc xe thấy tội nghiệp. Em mới gặp chị giáp mặt ở ngay cổng đúng không? Chị thấy em đúng không? Dạ. Em cứ nghĩ là chị đi thẳng đường thẳng chứ không ai ngờ chị đi vô đường nhờ dù. Nhìn bề ngoài chị rất kham khổ, nhìn rất tội nghiệp, nhìn hớt hát hải, nhìn có vẻ rất sọt sạch đúng không? Dạ. Thân hình là ốm yếu. Cái chiếc xe chị giờ bán 500 ngàn người ta không mua đâu. Em nói chuyện rất nghiêm túc, em không có chê coi thường gì đâu, nhưng mà em ý em đang nói chuyện như vậy. Dạ. Attila giờ không ai mua đâu. Xe là năng nổ máy chạy được thì bán được 500, nhưng mà bây giờ để mà bán 500 là người ta phải thương tình để mua phải. Còn cái xe của chị thì bây giờ em nói thật là xe 4 số mà Attila 4 số ở đời này. Cái xe này em không nhầm nói xe này nó năm 2005-2006, xe này của chị cũng mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Ừ. Thế nên là bây giờ giá trị cũng khó. Lẽ ra 87 triệu để chị mua cái app, chị mua cái gọi là mình mua cái xe Vision cũ thôi, 15-17 triệu có thể chị đi cả đời mà chị ạ. Mà chị vẫn còn khoảng 6-7 triệu, 8-7 triệu vẫn còn khoảng 70 triệu. Chị có thể chị mua hoặc chị sắm được nhiều thứ để cho những ngày ốm đau về sau. Em từng cảnh báo rất nhiều câu chuyện trên video này, mong muốn là các chị yêu đương ai đó hoặc ai dạy nghề giống như ông thầy để ông dạy chú Quế mà liên quan tiền bạc, mình từ chối thẳng thừng luôn. Yeah. Mất lòng trước còn hơn mất lòng sau. Đến giờ phút này chị mất lòng sau nè. Còn nếu chị mất lòng trước thà thì chị đã thẳng bắt đầu người ta thì khó chịu ngay lúc bây giờ, chỉ một tí xíu thôi. Nhưng ngày mai không có tiền người ta sẽ phải tìm cách mượn người khác, người ta không săn đón chị hoài được. Yeah. Đúng không? Mình nói thẳng luôn, tôi không có tiền, em khổ lắm, em nghèo lắm, em ở trọ. Em đi bán là được 3 đồng 3 cắc, em phải nuôi con ăn học. Đúng không? Yeah. Vân vân và vân vân, mẹ ốm con đau chẳng hạn, sao sao như vậy? Yeah. Rõ ràng tiền mình để đây bóp, không ai lộn ra để kiểm tra tiền của chị cả. Đúng không? Vì vậy cho nên người ta sẽ không bao giờ người ta dụ dỗ chị. Nếu người ta thật lòng hoặc người ta yêu thật, người ta sẽ phải chăm sóc, người ta phải kiếm cái tiền để phụ giúp chị, chứ không bao giờ người ta moi tiền của chị. Yeah. Còn những cuộc tình mà phải đưa tiền hoặc người ta dùng tiền hoặc moi tiền của chị hoặc những chị em phụ nữ là người ta đang dùng mình, người ta đang gạt mình. Em chia sẻ rất nhiều trên TikTok, trên Facebook, trên tất cả, nói chung là tất cả trang mạng.
Mục đích chính là anh em đây để cảnh báo cảnh tỉnh cho các chị đỡ khổ. Chứ các em chúng em ở đây không được gì. Nha, nhiều khi là rất mệt mỏi, rất buồn. Phải tư vấn cho các chị. 8-7 triệu em hỏi chị bây giờ chị đã bán bánh tiêu thì chị bán đến đời hẳn có. Đúng không? Tháng được 1-2 triệu bạc. Trừ ăn trừ mặc đi, đúng không ạ? Trừ lúc ốm lúc yếu, trừ tiền phòng trọ, tiền điện, tiền nước, thang điện tăng, đúng không ạ? Còn đâu? Mưa gió, nhiều không phải ở nhà ăn cơm không, chẳng có gì cả. Chị thấy tiếc số tiền này không? Có. Tiếc không? 8-7 triệu được một cây hơn cây vàng. Đúng không ạ? Nếu chị mua năm trước thì bây giờ được cây rưỡi. Năm nay chị mua được cây 8-7 triệu. Năm ngoái là vàng năm mấy? Năm 2, năm 3, năm 5. Vàng năm nay 8-7 chị được hơn cây vàng. Năm ngoái. Giờ chị bớt khổ rồi. Đúng không? Sau này ví dụ con lấy cái vợ lấy chồng như là này, mẹ chồng cũng tặng cho ví dụ như vòng vàng vòng chẳng hạn. Đúng không? Mình cũng được vinh dự. Nhưng đến giờ phút này có thể là tất cả phải mây khói. Thiệt. Em chia sẻ này có thể là đâu đến những lỗi đau của chị. Đúng không ạ? Có thể chị rất buồn. Nhưng mà buồn thì cũng phải chịu thôi. Vì sự thật vẫn là sự thật. Yeah. Đến giờ phút này chị có mong muốn là anh Ngoan này không phải là ông tướng này, ông còn nhỏ tuổi. Yeah. Mình không gọi anh mà không thể gọi bằng anh được. Ông quá nhỏ mà. 90 mà nhỏ hơn em rất nhiều tuổi, và đặc biệt là nhỏ hơn chị cũng rất nhiều tuổi. Yeah. Đúng không ạ? Chị có điều nào chị mong muốn nói chuyện thẳng thắn trên video này để ông tướng Ngoan này, Nguyễn Văn Ngoan ông xem được video này, ông sẽ trả lại tiền cho chị ngay lập tức. Với những đồng tiền của chị là đồng tiền rất cực khổ, không phải đồng tiền dễ kiếm. Chị lên tiếng, chị nói chuyện rõ ràng trên video này. Thì em cũng muốn anh muốn Ngon này là làm trả lại những số tiền lãi của em mượn của em. Giờ chị thấy có buồn không? Dạ. Yeah. Buồn không? Dạ có. Buồn hả? Dạ. Yeah. Ông này ông có bao giờ dắt chị đi ăn đi uống đâu nhà hàng Ngon này không? Thì cũng có lần hay lần đó. Một hai lần thôi hả? Dạ. Lần đầu hả? Dạ. Hay là những lần cuối? Lần đầu. Trời, lần đầu dụ hả? Gọi là câu khách, đúng không? Lần đầu là thả thính thơm. Lần sau là ăn được rồi là ta thả thính gọi là vừa vừa. Đúng không? Cho ăn rau muống xào. Những lần trước là tôi cho ăn hải sản, ví dụ vậy. Những cái chiêu này em đọc hoài. Nha. Đàn ông ấy mà quen phụ nữ mà nhìn tiền hoặc nhìn kinh tế, nha, hoặc là chuẩn bị ý định vay mượn, nói chung liên quan tiền bạc kinh tế là người ta đang cả, chắc chắn 99,9% người ta đang cả. Còn người yêu mình, người ta quen mình, người ta giữ lòng tự trọng. Đàn ông mà thường thường người ta có lòng và là tự trọng rất cao, tự ái chị. Yeah. Người ta không dám mượn phụ nữ đó. Có thể người ta mượn tiền người khác, người ta nuôi chị, chứ người ta không bao giờ mượn tiền của chị, đúng không? Khó. Chị hiện nay là về đây thực sự là cái câu chuyện rất đau đớn, nghẹn lòng, đúng không? Chị cũng muốn chia sẻ trên câu chuyện này để cho nhiều người biết những lời tâm sự của chị cuối video này, để hy vọng là các chị gái đỡ bị gạt. Chị có nói chuyện sao đâu, chị nói chuyện tự chuyện. Em cũng muốn những người ta học cái này yêu thương thì phải biết cách không ngon hơn xí, đừng cái để người ta lợi dụng, người lừa gạt. Đặc biệt đấy, những ông tướng này trẻ mà để yêu những người phụ nữ lớn tuổi giống như chị ấy, là phải nói là không phải hết, nhưng mà 80-90% người ta không thật. Đúng rồi. Còn người ta trẻ là người ta phải yêu những người trẻ, thế tại trẻ này sao thì yêu những mình phải là em nói chuyện nó có thể nó hơi quá, chứ có thể là trẻ này không thể yêu những bà già được. Đúng không? Đó. Thế cho nên là bây giờ thì ai tỉnh táo, xã hội bây giờ nó không như trước được chứ. Không phải ai cũng tốt giống như mình ý. Mình cứ tưởng người ta không gạt mình, đúng không? Mình mới cho mượn, đến khi biết rồi là lỡ rồi, đúng không? Buồn ha. 8-7 triệu để mua vàng, mua vòng, mua xe, chạy đi mua nó không phải sửa. Chỉ mua cái Vision bây giờ 17-18 triệu chị chạy để đảm bảo chị không phải sửa. Còn cái này, xe này em nói thật với chị luôn, vô tình nhé, chị, cái giá trị nó không đổi 500 ngàn, nhưng chị sửa lần là tiền triệu. Yeah. Cái dòng xe này vậy, bây giờ chị sửa cái là tiền triệu. Yeah. Mà bán nó không ai mua. Yeah. Đó, thật sự là khổ ấy. Thôi cố gắng thì nhé. Yeah. Anh em đây sẽ cố gắng đăng tải video này nhanh nhất có thể, để hy vọng là tiếp cận được với anh Ngoan này và gia đình anh Ngoan. Nếu mà gia đình anh Ngoan mà xem được video này thì liên hệ với chị để có câu trả lời cuối cùng, có thể là khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho chị. Yeah. Và những đồng tiền của chị là đồng tiền mồ hôi và nước mắt rất cực khổ, phơi nắng phơi mưa, đúng không? Đi chào mời từng cây quả bánh tiêu, đúng không? Yeah. Các bánh tiêu chẳng được nhiêu tiền, lời lãi được 100-200 đồng một cái,
mà là 87 triệu thì chỉ là bán biết bao nhiêu ngàn cái anh tiêu. Khổ quá. Cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhiều. Yeah. Buồn ha. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em về chị chương trình đăng tin đi tìm ông tướng ngoan này. Gọi là ông tướng. Đây gọi là ông tướng. Chị có mong muốn là anh em về chị chương sẽ tìm được ra trong vòng thời gian ngắn nhất không? Dạ có. Chị có hy vọng là lấy được tiền không? Dạ em cũng hy vọng. Lấy tiền bây giờ nhưng mà mình vẫn cho người ta cơ hội cuối cùng. Dạ. Hy vọng là ông ngoan, ông tướng ngoan này ông xem được video này để ông khắc phục trả chị nằm khoảng 3 lần. Nhá, 87 triệu mỗi lần, lần đầu tiên là trả 27 triệu. Còn những lần sau thì trả 21. Nhá, cho chị bà trả 3 hoặc 4 lần. Yeah. Còn nếu mà trốn thì anh em thấy gì? Yeah. Được không? Được. Hôm nay chị về đây nhờ anh em một chút Dương chia sẻ tất cả câu chuyện này. Những cái thông tin mà chị chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ yeah, có. Nếu sai? Sai em sẽ chịu pháp luật. Sao chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Dạ. Hôm nay anh em một chút Dương sẽ xin phép đăng tải tất cả thông tin kiểu gì đấy, tất cả trang mạng xã hội để tìm ông tướng ngoan này gạt chị 87 triệu, gạt yêu và gạt tiền, đúng không ạ? Chị có đồng ý không? Không. Rồi cảm ơn chị nhé, chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc chị nhé. Yeah. Kính thưa cô chú chị, đây là cái câu chuyện là thực sự là câu chuyện là rất tội nghiệp. Một chị gái gọi là thân gầy gò ốm yếu đi bán từng cái bánh tiêu một cái mặt, dành dụm được một số tiền trong vòng trên dưới 2 năm qua được 87 triệu, đã quen với một người đàn ông rất nhỏ tuổi. Và người đàn ông này đã dụ dỗ những chiêu cuối cùng để dạy những miếng bánh gọi là ngon nhất để bán ra thị trường. Chính vì lý do như vậy chị gái đã tưởng thật, tưởng ông tướng này ông yêu thật. Và ông tướng này hiện nay đã cào chạy sang bay. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai phát hiện được thông tin, nhận ra người đàn ông này hiện nay đang ở đâu thì báo tin giúp anh em Hiệp Sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888. Cuối video cho phép cục trần thay mặt anh Hiệp Sĩ Bình Dương giả xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.